3 người tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở hẻm 497 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được xác định tên là NTNN, 93 tuổi, chủ căn nhà bị cháy, và hai con ông TNC và bà TNAT. Ông C mới đi tù về, nghiện ma túy. Trước khi nhà xảy ra cháy, buổi sáng ông C có cự cãi với một số người lạ bên ngoài. Người đàn ông trong ngôi nhà bị cháy vừa đi tù về, nghiện ma túy lâu năm. Đến hơn 11 giờ ngày 14 tháng 7, cảnh sát quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan trích xuất camera điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở hẻm 497 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả của vụ cháy khiến 3 mẹ con trong gia đình tử vong. Theo cảnh sát, danh tính của 3 người được xác định là bà NTNN, 93 tuổi, là chủ của căn nhà bị cháy, và hai con là ông TNC, 52 tuổi, và bà TNAT, 58 tuổi. Trao đổi, một người dân sống cạnh ngôi nhà bị cháy cho biết người đàn ông tên C trong ngôi nhà bị cháy, nghiện ma túy lâu năm. Buổi sáng ngày 13 tháng 7, ông C có cự cãi với một số người lạ bên ngoài. Một người dân chia sẻ, khi phát hiện ngôi nhà ông C bị cháy, chúng tôi nghe rất nhiều tiếng nổ lớn, nhiều mảnh kính của ngôi nhà này văng ra xa. Ghi nhận tại hiện trường sáng ngày 14 tháng 7, ngôi nhà bị cháy tan hoang. Theo cảnh sát, ngôi nhà có diện tích chừng 4 x 8, một trệt một lầu, hiện vẫn còn ám khói. Ở tầng trệt, nhiều vật dụng xe máy cháy chỉ còn trơ khung, cửa sắt, tường gạch bên ngoài bị đổ sập, vật dụng trong gia đình thì hầu như là cháy xém và hư hỏng nặng. Trước đó khoảng 23 giờ tối ngày 13 tháng 7, người dân sống tại hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp nghe nhiều tiếng nổ lớn. Đến kiểm tra, người dân phát hiện ngôi nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm bốc cháy, công tác dập lửa tại chỗ bất thành do đám cháy quá lớn. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu, đưa 3 thi thể ra ngoài, xác định là 3 mẹ con. Ngày 14 tháng 7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm số 497 Thống Nhất, phường 16. Lực lượng chức năng đánh giá đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm 3 người trong một gia đình tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ khuya ngày 13 tháng 7, ngôi nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm nói trên bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, người dân khu vực hô hoán nhau tìm cách dập đám cháy nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bên trong căn nhà vọng ra tiếng kêu cứu. Lúc này, lửa và khói từ khu vực để xe máy tại tầng trệt tiếp tục bốc lên cao, bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp phối hợp với nhiều đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy. Khi đám cháy được dập tắt, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 nạn nhân tử vong, trong đó có một cụ bà hơn 90 tuổi và 2 người con của cụ. Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn nhà, xe máy bị cháy trơ khung, tường gạch kết cấu căn nhà đã bị đổ sập. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Liên quan vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp, 3 mẹ con tử vong, sáng ngày 14 tháng 7, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận báo cáo nhanh từ Công an quận Gò Vấp. Theo đó, danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc Nhờ, 93 tuổi, chủ căn nhà bị cháy, ở địa chỉ là hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, và hai con là ông Trần Ngọc C, 52 tuổi, bà Trần Ngọc Anh Thờ, 58 tuổi. Theo điều tra, lúc 23 giờ 3 phút khuya ngày 13 tháng 7, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp nhận tin báo nhà dân nói trên xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Lực lượng chức năng xác định là có người mắc kẹt bên trong nên triển khai các biện pháp đồng bộ chữa cháy và cứu người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được dập tắt lúc 23 giờ 12 phút cùng ngày, bảo vệ ngăn cháy lan các căn nhà lân cận. Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện 3 nạn nhân tử vong. Người phát hiện đám cháy đầu tiên được xác định là ông Nguyễn Mạnh Tê, 45 tuổi, là người dân địa phương. Theo lời kể của ông Tê, khoảng 22 giờ 45 phút khuya ngày 13 tháng 7, ông đang xem TV thì nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy ra thì thấy căn nhà đối diện đang cháy dữ dội. Ông Tê cùng nhiều người dân khu vực đã sử dụng khoảng 20 bình chữa cháy để chữa cháy nhưng bất thành. Nhà dân bị cháy có tổng diện tích khoảng 56 m2, gồm một trệt và một lầu, có lối thoát nạn thứ hai ra ban công tại tầng 2 của căn nhà. Diện tích cháy khoảng 20 m2 trên tổng số diện tích căn nhà 2 tầng. Vị trí cháy ban đầu nhận định tại tầng trệt. Theo thông tin ban đầu từ những người dân xung quanh và tại hiện trường vụ cháy, công an ghi nhận là trước khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đều nghe thấy tiếng nổ lớn. Khám nghiệm hiện trường vụ cháy, công an ghi nhận cửa cổng bằng sắt của căn nhà xảy ra cháy bị cong vênh, tường gạch bị sụp đổ, mảnh cửa kính thì văng ra xa khoảng 15 mét. Chất cháy chủ yếu là các vật dụng trong căn nhà như dây điện, xe máy, máy móc, bàn kế, vân vân. Phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy, căn nhà bị cháy do Ủy ban Nhân dân phường 16, quận Gò Vấp quản lý. Một nguồn tin chia sẻ, tại hiện trường, chúng tôi đã ghi nhận có dấu hiệu xảy ra một vụ nổ lớn tại tầng trệt. Tuy nhiên, các công tác điều tra đang được làm rõ khẩn trương. Sau khi vụ cháy xảy ra, Đại tá Thái Thanh Xuân, Trưởng Công an quận Gò Vấp đã có mặt tại nơi xảy ra cháy, chỉ đạo các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy nhà. Như đã thông tin, khoảng 21 giờ đêm ngày 4 tháng 7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất nhựa và bao bì thuộc Công ty Cổ phần Nhựa và Bao bì Vĩnh Phúc, địa chỉ tại số nhà 153, đường Trần Phú, phường Trương Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều xe cứu hỏa và hơn 300 cán bộ chiến sĩ các lực lượng khác nhau có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Khu vực xảy ra cháy là một xưởng sản xuất rộng khoảng 3.000 m², chứa nhiều đồ dễ cháy. Sáng ngày 5 tháng 7, tại hiện trường, lực lượng chức năng đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Một vài công nhân công ty ở xa sáng nay mới đến xem hiện trường hoang tàn của nơi mình làm việc. Theo quan sát, toàn bộ khu vực nhà xưởng của công ty gần như đã cháy rụi. Ông Nguyễn Đức Phú, 62 tuổi, ở phường Trương Nhị, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt ngay tại hiện trường trong đêm xảy ra cháy, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Ông Phú kể lại, thời điểm xảy ra cháy, lửa cháy lan nhanh, rất lớn, cột lửa cao hàng chục mét, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy rất vất vả, phải dùng cả máy xúc để dẹp thêm đường, đục tường vào chữa cháy. Ông Nguyễn Thế Quang, 75 tuổi, nhà sát ngay nhà xưởng bị cháy, cùng gia đình, luôn lo lắng là gió thổi ngược lại. Ông Quang nói tay chỉ vào những cây cao cảnh cao nhiều mét bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra cháy, lửa cháy rất lớn, cả nhà tôi phải hô hoán nhau chạy ra ngoài. Nếu hôm qua mà có gió Tây thổi, nhà dân ở phía mặt đường cũng có thể bị cháy. Tôi chưa từng thấy vụ cháy nào lớn đến như thế, rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khu vực kho xưởng bị đổ sập xuống, nhiều đồ đạc đã bị cháy, chỉ còn trơ lại khung sắt. Như đã thông tin, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà khiến 3 trẻ chết thương tâm là do mẹ của các cháu mở bếp ga rồi ra ngoài nhưng quên tắt. Sự bất cẩn đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn. Từng trải qua nỗi đau mất con, bạn đọc VT chia sẻ: Bản thân tôi là bố, từng mất một người con. Đến nay đã 31 năm rồi mà khi nghĩ lại về con, tôi còn nhói đau trong lòng. Huống chi ở đây, gia đình mất đi cùng lúc 3 cháu. Theo bạn đọc Trần Thuận, sự mất mát này quá lớn đối với vợ chồng trẻ. Xin được chia sẻ nỗi đau quá lớn này. Mọi chuyện rồi sẽ qua và nỗi đau mất người thân sẽ làm mình sống sâu sắc và biết cảm thông với những phận đời hơn. Bạn đọc Công Khanh cho rằng vụ việc này là một bài học thấm thía. Mọi người phải luôn kiểm tra ga, điện, cẩn thận trước khi ra khỏi nhà. Bạn đọc Đa Năng nhắn nhủ: Tôi ghi một tờ giấy để ngay chỗ cửa ra vào của nhà mình. Nhất điện, nhì ga, tam nhà, tứ nước. Dặn mọi người đi ra khỏi nhà thì phải nhớ điện, bếp ga, cửa nẻo và nước máy dùng có quên khóa không. Còn bạn đọc Phú có ý kiến, việc quên để lửa bếp ga là chuyện thường xuyên xảy ra. Hiện nay nhiều loại bếp ga chưa có thiết bị phát hiện nhiệt độ vượt quá cao để tự động ngắt. Mong có doanh nghiệp sản xuất nghiên cứu vì nhu cầu sử dụng an toàn rất lớn. Ngoài chia sẻ với nỗi đau của gia đình, nhiều bạn đọc mong muốn được đóng góp ủng hộ cho gia đình các cháu bé. Bạn đọc Đa Quy bày tỏ: Thật thương tâm, mong được góp một ít lòng thành cho hai vợ chồng trẻ này. Bạn đọc Hạnh Đoàn viết: Tội quá, tôi muốn chia sẻ chút kinh phí để gia đình lo hậu sự cho các bé được chu toàn.